động hội hoạt động trong cuộc sống của mỗi của một đời người trong cuộc sống của một đời người người luôn chịu sự chi phối và điều khiển của những yếu tố tâm lý phức tạp nhiều khi cảm ơn ký nhiều khi và sinh động hàm chứa trong khuôn khổ của ba tầng cấu trúc dĩ ngã siêu ngã ba cấu trúc này tạo nên hiện trường sinh hoạt tâm lý luôn sôi động đời sống tinh thần cụ thể hơn là một khuôn mẫu nhân cách cá nhân. Nếu những xung đột tranh chấp đằng to nhau giữa ba tầng cấu trúc trong những giai đoạn nào đó không tạo ra trạng thái cân bằng thỏa đáng được ngược lại vẫn luôn có sự mâu thuẫn và bế tắc thì sau đó là những hiện tượng không bình thường những triệu chứng rối loạn cái bệnh lý xuất hiện phát triển cái chỗ này bắt đầu mình mới mổ xẻ cái đoạn này nó ra nhiều vấn đề quý vị ghi đi ha ghi xong rồi đăng mình mổ xẻ cái đoạn này ra tôi lỡ tôi tô rồi cái đúng ra tôi phải để cho các bạn đặt tìm ra vấn đề
tìm ra những cái chỗ có vấn đề trong cái đoạn đó để mình giải quyết chứ. Thường tôi tìm ra rồi tôi giải quyết không à. Giờ cho các bạn tham dự vô. Các bạn ghi xong, các bạn thử đặt câu hỏi. Đấy, bây giờ đó, ông này ông viết vậy đấy. Ông gì tôi quên cái tên luôn rồi. Phạm Toàn. Phạm Toàn viết vậy đấy. Rồi bây giờ quý vị khai thác được gì từ cái đoạn đó? Đặt hết tất cả những câu hỏi liên quan tới cái đoạn mới vừa ghi lên đấy. Tóm lại đó. Quý vị cứ gửi câu hỏi lên trên phần chat. Tôi lỡ tô đen một cái chỗ rồi ha, mà chỗ đó rất là trọng yếu, quý vị cũng có thể đặt câu hỏi. Lộ ra một chi tiết rồi. Ai ghi xong thì đặt câu hỏi khai thác thử nha.
gì ghi xong chưa? Nó hơi dài, mọi gì thì hơi chậm. Ok, bé ba. Rồi có thay khác gì thêm nữa không? Để các bạn khác xong rồi cái thì phân tích thêm. Ghi xong chưa? Lâu quá, ghi lâu quá. Ok, nhiều vị ghi xong rồi nè. Nghỉ lâu dữ vậy con? À, anh Đức trở lại rồi hen.
Giờ đây đấy em nói về cái trạng thái ba cái thằng này nó cân bằng. Nếu những cái xung đột tranh chấp giằng co giữa ba cái tầng cấu trúc đó, trong những cái giai đoạn nào đó mà không tạo ra được trạng thái cân bằng thỏa đáng mà bị mâu thuẫn bế tắc là ảnh hưởng. Nhưng mà xin thưa quý vị, thế nào là cân bằng, thế nào là thỏa đáng? Không trả lời được. Tâm phân học không trả lời được về trạng thái cân bằng với tụi nó. Do đó khi mà mình nói về cái trạng thái cân bằng giữa cái ý thức, giữa cái vô thức, giữa cái tiền ý thức, thì làm gì có cái trạng thái cân bằng đó. Không phải là một khoa học thực nghiệm, nó không phải là một khoa học chính xác, nó không thể có trạng thái đó tồn tại. Và cái trạng thái đó lệ thuộc hoàn toàn vào yếu tố hiểu biết của thần chủ. Yếu tố hiểu biết của thân chủ nó quyết định chuyện đó. Tức là bây giờ thân chủ rớt vào trạng thái, hai trạng thái như sau thôi. Trạng thái thứ nhất là thân chủ biết về cái trạng thái bất ổn của mình, là rớt vào số 1 là trạng thái bất ổn. Cái này là thân chủ tự biết, thân chủ tự biết mình bất ổn. Đến cái trường hợp này thì xin thưa quý vị là đã bệnh lý rồi. Bệnh lý là nó nặng lắm mày, rất chi là nặng, được không? Rớt vào trong cái trạng thái bất ổn của bệnh lý thì lúc này cái cần cần trị liệu, đây là cần trị liệu, liệu khẩn cấp. Rồi dĩ nhiên sau khi mà bắt đầu được can thiệp, liệu sẽ dẫn đến cái gì tiếp theo, dẫn đến cái gì tiếp theo? Nó dẫn đến trạng thái số 2, thái cân bằng giả. Thái cân bằng giả tức là sao? Thái cân bằng giả tức là sao? Là ảo tưởng về sự cân bằng. Ảo tưởng về trạng thái an yên được ru ngủ bởi tâm lý liệu pháp. Đây là cái mà nó nguy hiểm cực kỳ luôn, rất chi là nguy hiểm. Vậy thì bây giờ cái chỗ này nó mới lầu lại, lầu ra thêm tiếp tục nữa là tại thì sao mới là hết bệnh đấy, sao mới là con bệnh đó? Thấy mà con bệnh hoài hả? Bệnh không có hết, bệnh hoài luôn á. Vậy thì cái bệnh tinh thần, bệnh lý tinh thần lệ thuộc vào cái gì, lệ thuộc vào cái gì của thân chủ? Tốt xấu khác nhau. Tiền ra cái gì vậy? Yes, good, 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 good. Chính xác. Lại thuộc vào hiểu biết đủ mà tốt xấu khác nhau. Trời ơi, nó quan trọng cực kỳ luôn. Xin thưa quý vị, nó quan trọng cực kỳ luôn. Một cái đứa mà nó gọi là nó bị bệnh đó quý vị, mà bệnh về tâm lý ra thật ra là nó bị bệnh ngu, nó có bệnh gì khác nữa chứ nha. Bệnh đó rất là quan trọng luôn, bởi vì nó bị bệnh ngu cho nên thành thử ra nó nghĩ nó bệnh nè, thứ nhất nè. Thứ hai là nó tạo tác ra những hành vi nó tạo tác ra những hành vi, và những hành vi đó hoàn toàn tiệm cận đến những hành vi của bệnh lý, tự tạo ra hết. Ví dụ bây giờ quý vị coi coi, có đứa nó trầm cảm thì nó nghĩ cái gì trong đầu? Nó nghĩ tiêu cực. Cái nghĩ tiêu cực trong đầu quý vị thấy có phải là nó ngu không? Chỉ cần đổi cái đầu nó cái một nó hết bệnh này, mà nó không chịu làm,
xong cái là trị liệu đồ các kiểu, cái người ta gõ bung bung rồi cho dăng mấy cái đầu rồi cứng cứng đầu đó đó, nó dăng ra nó chịu tích cực trở lại, cái nó hết bệnh, lý tinh thần nó chi đó. Thì cái hiểu biết của thân chủ rất là quan trọng. Thì khi mà nó được gõ bung bung cho rớt cái cứng đầu ra, để mà nó mềm đầu lại, để mà nó nhìn vấn đề một cách nó tích cực hơn, nó không có nhìn tiêu cực nữa, rớt vào trạng thái cân bằng giả, thay vì rớt vào trong trạng thái bất ổn, đúng không? Người ta lại người ta dùng liệu pháp trị liệu đồ, liệu tới liệu lui, liệu xuôi liệu ngược các kiểu. Ê, nó chấp nhận, ồ nay khỏe rồi, nhìn cuộc đời màu hồng rồi, không có còn màu đen tối nữa. Hồng không? Chưa đâu, 3 ngày sau cuộc đời đen trở lại, quay trở lại liệu pháp tâm lý nữa, thấy chưa? Nó hồng tiếp rồi xong cây đi về, 3 ngày sau quay trở lại nữa. Chỉ rất là ảo tưởng không à, là trạng thái cân bằng giả, không phải thiệt. Vậy thì để một cái người họ có nhiều sự an vui hơn, họ có nhiều sự an vui, xin thưa quý vị, chỉ có hiểu biết rồi, không có đường nào khác nữa, phải nâng cái hiểu biết họ lên, tức là bát bộ nâng năng lực trí tuệ. Định lý vốn dĩ là bởi vì nó không có cách chọn sai, nên thành thử ra nó mới đưa đến tất cả những cái rối loạn. Nhưng mà người ta hiểu biết, người ta chọn đúng, người ta làm đúng thì đâu có bị đâu. Không, hiểu được cái ý này không? Ý này cực quan trọng. Nhưng cái ý này nhiều người lại bị lầm với cái chuyện này nè, coi chừng bị lầm, coi chừng bị nhầm lẫn giữa cái hiểu biết à cái thuộc lòng. Cái này không có tương đồng nhau nha, cái này không có tương đồng nha. Cái hiểu biết hay là cái thuộc lòng theo kiểu ghi nhớ đó, không ăn nhập nhau. Nói thí dụ quý vị được dạy rằng là phải ABC XYZ thì nó mới tốt, nhưng mà quý vị chỉ thuộc lòng và ghi nhớ thôi, tập lại như con vẹt, chứ không hiểu biết thật sự cái chuyện đó nó tốt. Thành thử ra đó, quý vị tôi nói, ồ tôi biết rồi mà, tôi có hiểu biết rồi, hỏi không tin hỏi đi, tôi trả lời cho nghe. Xin thưa, hỏi trả lời cho nghe nó chỉ là ghi nhớ, không phải là hiểu biết thật sự. Một người hiểu biết thật sự, thời cái thứ mà người ta biết đó đó, được đưa vào trong đời sống của người ta. Xin thưa quý vị, chỉ khi nào mà cái lý thuyết đó được đưa vào trong đời sống người ta một cách hết sức là gần gũi, hết sức là tự nhiên, lúc bấy giờ nó mới trở thành hiểu biết thật sự của mình. Ví dụ gần gũi, mình biết cái chuyện là mình nổ quạo, bực bội, khó chịu với một người nào đó là vô nghĩa. Mình được cắt nghĩa cái chuyện đó rồi, mình được giảng giải rồi, mình được chỉ dẫn rồi, mình đồng ý không? Đồng ý luôn rồi. Nhưng mà khi mà mình đi trở về thực tế cuộc sống ấy, gặp lại đúng cái người đó, gặp đúng cái chuyện đó, vẫn nổi sầu nghĩ hình như cũ. Vậy thì cái chỗ đó chấm hỏi liền, ta có thật sự hiểu biết cái bài học không? Ta chỉ ghi nhớ rồi, chỉ thuộc lòng thôi, ta có thể truyền đạt cái bài học đó lại cho người khác rất hay, nhưng chính bản thân ta không có miếng giá trị nữa hết. Nó phải tách nó ra, cái bên là thuộc lòng ghi nhớ, nó khác hoàn toàn cái bên hiểu biết thật sự. Hiểu biết thật sự đó nó đưa vào trong đời sống của mình, áp vào đời của mình, làm thiệt, sống thiệt với nó. Thì xin thưa quý vị, lúc bấy giờ những cái tri thức đó hoàn toàn ích lợi cho cuộc sống của mình, và hiểu biết như thế thì mới giúp cho thân chủ tốt lên, hiểu biết như thế mới giúp cho thân chủ tốt lên. Mà còn ghi nhớ và thuộc lòng không giúp cho thân chủ tốt lên, chỉ giúp cho thân chủ có thêm các kiến thức để truyền trao cho người khác, hoặc là đi giao tiếp trong đời sống thường nhật, không giúp cho thần chủ tốt lên. Tương tự như vậy, cái chỗ này
Một người thực hành thăng tiến. Một người thực hành thăng tiến. Thì phải tiến thật. Tiến thật. Chứ không chỉ là nhớ bài. Nhớ bài này chỉ là tiếng giả thôi. Cái gì giả thì sao? À, cái gì giả thì có ngày lộ. Ờ ha. Nên phải thận trọng. Và tình trạng không có nhớ đầy đủ để nói một lèo và lý giải, nhưng có xài thứ mình nạp và nhớ có kiểu này có rủi ro. Có của mình. Khi mà một cái người mà họ không có nhớ rõ, hiểu rõ, lúc bây giờ họ áp vào trong đời của họ chỉ áp được những chi phần nào mà họ nhớ và họ hiểu thôi. Chỉ áp được những chi phần nào mà họ nhớ và họ hiểu. Còn lại những thứ khác coi như bị rụng hết. Họ nhớ có nhiêu đó hả? Họ làm cái ráp vô có nhiêu đó hả? Thì lúc bấy giờ trong cái sự thực hành của họ sẽ bị thui chột. Họ sẽ nhớ bị manh muốn, không đầy đủ. Cái sự thực hành của họ cũng manh muốn luôn, không có đầy đủ. Vậy thì có cản trở không? Có cản trở chứ, chậm tiến. Thứ nhất. Thứ hai, có những thứ áp vô phải đủ chi phần mới thành tựu. Không đủ chi phần, thành tựu của nó nhiều khi được ngược lại nữa. Đi ngược lại nữa. Thành thử ra cái cách tốt nhất, an toàn nhất vẫn là nhớ đúng nhớ đủ. Hiểu đúng hiểu đủ, hành đúng hành đủ. Đó vẫn là cái tốt nhất. Mình đâu biết được cái thằng nào đó, nó lỡ mà nó xúi xúi quậy quẩy xíu mà nó vô ngay cái những cái bộ chi phần mà phải đảm bảo toàn diện. Mà mình lại nhớ ba chớp ba nhán, rồi cái mình làm lung tung ben hết. Trời ơi, gặp cái chuyện đó hoài luôn. Thầy tôi dạy nghe, thầy tôi dạy là gì nghe, mà dạy cái gì hồi nói lại người ta nói 10 chi còn lại 3 chi à, nó rụng mất mẹ 7 chi rồi đó, mà lúc nào thầy tôi nói vậy đó là thôi rồi luôn. À, nên thành ra phải rất là thận trọng, phải để ý đầy đủ. Cách tốt nhất vẫn là đầy đủ. Ví dụ như thầy nói cái tư duy tích cực ở trong tài năng các bạn học, nếu cần ở 2 chi tối ưu và cái chánh kiến. Rồi các bạn học về làm việc lớn lao, nó cần phải hợp trí. À, nó cần phải hợp trí, nó cần phải vượt mình. Và bây giờ đó mà con kia gáp vô gáp có con chi à, rồi con bỏ mắt của người ta là sai bét rồi. Đâu còn lớn lao đâu. Đâu còn tích cực nữa đâu. Không, có những cái mình không có được bị được mất, không được thu chột. À, những cái chi phần mà nó cấu thành lên mà nó đảm bảo là cái đó là cái đó. Tuyệt đối không được mất. Mất một cái là coi như mình tiêu. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cho nên cái chuyện học ấy giúp cho mình có được cái sự hiểu biết một cách nó gián tiếp. Học nha, nó cho mình cái sự hiểu biết một cách gián tiếp. Học cho sự hiểu biết một cách gián tiếp. Chứ phải thêm gì nữa? Phải thêm gì nữa? Yes, good. Cụ thể đi. Hành cái gì không biết làm gì nữa. Hành là cần thiết rồi đó. Nhưng mà trước khi hành cần phải có gì? Trước khi hành. Học xong. Để mà nó hành được nó đâu có dễ đâu. Giờ nó lì lắm. Giờ nó lì lắm. Dạy dạy vậy đó chứ dễ không có làm. Thiệt sự luôn. Giờ bởi vì thích chơi với con nít à. Con nít nó dễ thương. Nói là dễ làm. Lớn không có làm. Lớn mà muốn làm thì sao? Phải suy tư, phải ngẫm nghĩ. Ngẫm nghĩ suy tư. Phải ngẫm nghĩ suy tư. Ngẫm nghĩ suy tư. Để làm gì? Để biến cái của thầy thành cái của mình. Rồi đây nè, mới bắt đầu đi thực hành. Mới đi thực hành. Đi thực hành xong rồi mới làm gì nữa? Điều chỉnh.
đó mình không có sự ngẫm nghĩ suy tư đó để mà biến cái của thầy thành cái của mình đó là không bao giờ làm được. Có những cái nó lý thuyết, những cái nó lý thuyết, mà khi chính bản thân cái người đó, họ có sự suy ngẫm đó, thì họ gặp một cái trục trặc nào đó trong cuộc sống, và nó nhỏ thôi, nó không phải lớn lắm đâu, nhưng mà người ta biết nhớ tới cái sự học, có sự đầu tư ngẫm nghĩ, cái thế là người ta học được một bài học sâu sắc, có bài học sâu sắc. Thành ra nhờ vậy mà người ta đi vào trong cái sự thực hành nó nhanh, nhanh vô cùng luôn. Đó là một cái tối ưu, đó là một cái tối ưu trong cuộc sống mà mình phải biết để ý để mà mình làm. Tiếp nhận xử lý thành kiểu mình xài được luôn, đỡ tốn thời gian. Người thành ra phải có cái sự ghi chú về ngẫm nghĩ nè. Chứ mà quý vị mà ngẫm nghĩ đó là xin thưa quý vị, đó là câu hỏi không bao giờ hết. Mỗi lần mà tôi kêu quý vị có gì câu hỏi cần hỏi không, im ru à, là do đâu biết ngẫm nghĩ suy tư nó thiếu quá. Cái ngẫm nghĩ suy tư nó thiếu quá. Mà nó thiếu cái đó thì chỉ học vẹt thôi à. Học vẹt như vậy rồi đi học nay bây giờ quên tiếu chứ à. Không có sự ngẫm nghĩ. Mà cái người mà có sự ngẫm nghĩ đó, hỏi tùm lum hết trơn đó. Hỏi từ lưa chứ. Tôi thấy tôi vậy nè, tôi ngẫm tôi thấy như vậy đó, tôi kia tôi nọ, là ra tờ lưa ha. Mà khi một người họ có cái sự ngẫm nghĩ, họ đem cái vấn đề họ đi trao đổi đó quý vị, họ sửa nhanh dữ lắm, dèo luôn à. Vì đó họ ngẫm rồi, tức là họ cần, họ biết được mình đang cần cái gì. Lúc bây giờ khi mà họ trao đổi lên, họ nói lên, người ta đưa đúng cái phương thuốc cho họ là họ xử lý liền, lụm là họ làm cho cuộc sống họ an vui. Hay thế thì thành ra cái người như vậy đó là cái người có hiểu biết thiệt. Cái người hiểu biết như vậy thì không bao giờ họ rớt vào cân bằng giả hết. Họ không bao giờ rớt vào trạng thái cân bằng giả. Thì chứ họ trong trạng thái gì? Họ trong trạng thái mất cân bằng thiệt. Ngộ hen. Họ rớt vào trong trạng thái mất cân bằng thiệt. Không có giả. À vậy thì người hiểu biết. Người hiểu biết là người sống trong trạng thái mất cân bằng. Anh thằng vui. Ngộ ghê. Tại sao vậy? Tại sao mà họ mất cân bằng vậy? Sao mà hiểu biết rồi cũng mất cân bằng luôn? Tại sao hiểu biết rồi vẫn mất cân bằng? Có các bạn đang trả lời. Tôi hướng dẫn không bao giờ cho quý vị một màu hồng đâu. À, nó là phanh phui ra những sự thật không ạ. Cho nên mình đừng nghĩ là ôi mình sẽ hiểu biết rồi, cái mình sẽ được cân bằng, mọi thứ nó sẽ là một màu hồng tròn chỉnh. Đừng có mơ, không có chuyện đó đâu. Nó phũ phàng lắm. À, một đứa mà nó chịu học luôn con, nó chịu sửa mình, nó chịu tốt đẹp mọi thứ luôn đó, nó vẫn mất cân bằng. Thì sao vậy? Các bạn còn đang đánh, tôi đang chờ.
Sao cũng không hết khổ hết hen. Mà đâu người ta vui vậy con? Sống ăn vui kìa, thấy không? Một cách ăn vui đó. Khổ đâu? Mất cân bằng. Thế nào là cân bằng thật? Đó. Cân bằng thật là mình qua đời rồi đó. Là coi như mình thẳng cẳng rồi đó. Mình chờ tới chẳng thấy cân bằng thật đó là mình thẳng cẳng rồi đó. Cái mình ngấm cú tối. Khỏi làm gì nữa hết, khỏi nhúc nha nhúc nhích nữa, thẳng cẳng luôn rồi cân bằng tuyệt đối. Ai muốn gì không? Xin thưa quý vị, đứng trước một cái món ăn ngon, dặn lòng chớ có tham lắm. Xin thưa mất cân bằng. Mất cân bằng ngay chỗ đó ta mới thực hành được đó. Quý vị hiểu không? Quý vị hiểu kịp cái chỗ đó không? Mất cân bằng trong cuộc sống chúng ta không bao giờ không có, không bao giờ chúng ta có trạng thái cân bằng được hết. Toàn mất cân bằng không à. Và chính sự học của chúng ta là cái cách để chúng ta cân bằng nó lại. Chúng vậy là nó mất cân bằng rồi mình mới cân bằng nó lại đó. Chứ lúc nào mà nó cân đâu. Nghe thấy một cái bóng hồng nào đó lai vãng qua cái tâm hồn xao xuyến mất cân bằng. Mất cân bằng thôi, lấy cân bằng trở lại. Vì cái sự học của chúng ta, ta biết ta phải làm như thế nào để cho có sự cân bằng trở lại. Đưa cái sự học vô liền, là ta cân bằng trở lại. Lì vốn dĩ trước đó nó đã mất cân bằng mất tiêu rồi. Cho nên không bao giờ có trạng thái cân bằng. Nếu như mà có cái trạng thái mà nó cân bằng tuyệt đối rồi đó là coi như thẳng cẳng rồi, chết rồi, ngỗng cụ tội. Không có. Toàn là những cái sự mất cân bằng mà sao chúng ta phải giật lộn, ạch đuổi qua lại nó. Mà sở dĩ mình giật lộn, mình giật lợi nó là tại vì mình có học, mình có hành, mình có kinh nghiệm, mình có kiến thức, nên mình vô mình xử lý nó được. Còn mà mình không có một cái gì hết, xin thưa quý vị, đi theo nó luôn. Xách gói, xách ba lô lên và đi bụi. Xách ba lô lên và đi bụi. Vậy đó. Cho nên cái sự học và sự hành giúp cho mình điều hòa lại, điều là mất cân bằng rồi mình mới điều hòa lại đó. Nhiều khi cũng điều hòa hơi lố nữa. Có điều hòa hơi lố không? Có. Điều hòa hơi lố là thí dụ chuyện ăn nữa đi, chuyện ăn nó gần gũi ha. Ấy cái miếng ngon, cái muốn ăn liền, tham sanh lên liền, tham đắm, làm như chích thèm chích đèn vậy đó. Tự mình cân bằng là trời bậy quá, nó sai. Giận dễ sợ ha. Có chuyện gì ha mà cũng bị hoài ha, mất cân bằng tiếp nữa. Mất cân bằng tiếp nữa. Nó mới vừa cân lại cái mất cân nữa à. Nó qua cực đoan. Mất rồi mới nhớ trực lại, trời, tưởng như mình giận mình chi vậy. Không vậy mình cũng giận nữa, cái nó mới cần trở lại nữa. Bây giờ thấy nó trong chinh à. Đâu có bao giờ nó đứng yên đâu. Hoàng là đem sự học bỏ vô, điều hòa lại. Có vậy đó. Mà mình không biết là coi như tiêu luôn rồi. Mình cuốn trôi mất. Thành ra mình mất cân bằng nhưng mà an vui có. Mất cân bằng nhưng mà an vui có. Chứ không phải mất cân bằng mà mất an vui luôn. Cái đó là trạng thái bất ổn rồi. Đó là trạng thái bất ổn. Trạng thái này ổn, mặc dù mất cân bằng nhưng mà nó ổn. Vô vàng cái khác nhảy ra ha. Hoài nghi chính mình hả? Thôi hoài nghi chính mình chi? Mình có gì đâu hoài nghi. Mình không có cần phải hoài nghi chính mình. Mình chỉ có cái là mình thấy là sao mà mình dở quá. Mình học rồi, mình quên rồi. Mình nhớ rồi, hành không được. Hành được rồi, bữa sau quên nữa. Mình thấy mình dở thì sao, dở thì làm lại chứ vậy thôi, chứ đừng có nghi gì chân á. Nhiều khi mình nghi tầm bậy tầm bạ nữa cái nó mất công lắm, thấy không? Đúng rồi, hồi nãy đó mình nói đó là cái trạng thái khi mà mình học, mình đưa được cái sự học vô cái nó cân bằng trở lại, tức là trước đó nó mất cân bằng, tức là cái sự mất cân bằng nó luôn luôn có. Và sự học nó làm cho nó cân bằng trở lại. Thì lúc bấy giờ cái sự học đưa vô giải quyết vấn đề nó mới cân bằng thiệt. Lúc bây giờ nó mới cân bằng thiệt. Nhưng mà cái trạng thái cân bằng thiệt nó có tồn tại mãi mãi được không?
Không, nó khổ rồi đó, nó không có tồn tại mãi mãi, mà mỗi lần là phải cân bằng lại. Giống như các bạn học hóa rồi đó, mình cân bằng phương trình phản ứng hóa học rồi đó, à, mình rồi cân bằng phản ứng hóa học rồi cái mình gặp lại cái bài mới phải cân bằng nữa, phải cân bằng nữa chứ nó đâu có sẵn cho mình đâu, hiểu chưa? À. cho nên lúc nào cũng vậy hết, có cái sự học làm cái hành trang cho mình để mình cân bằng lại trong những cái trạng thái khi mà nó mất cân bằng. Rồi lúc bây giờ mình đem bỏ học vô, đem sự học bỏ vô cứ cân bằng cho lại. Lúc bây giờ là cái cân bằng đó là cân bằng thiệt nha, không phải cân bằng giả. Cân bằng giả là các cái liệu pháp, mà các cái liệu pháp không đến từ mình, không đến từ hiểu biết của mình, mà đến từ sự dỗ ngọt, đến từ sự vỗ ngọt. Ví dụ hãy lắng nghe bản thân của mình, lắng nghe cái cơn đau, trời ơi đau muốn chết mà đó mà lắng nghe. Lắng nghe có hết đâu, lắng nghe không phải uống thuốc đi bệnh viện, chứ phải lắng nghe mà hết đâu. Sao cái đó là cân bằng giả, cái đó nó không có sự học, không có sự hiểu biết ở trong đó. Không có sự học, không có sự hiểu biết thì sự cân bằng nó chỉ là giả tạo thôi, không có thật. Hiểu không, hiểu không? Nhổ cỏ mọc tới nhổ tiếp. Ờ à, đúng rồi, mình chưa có làm được cái chuyện mà nhổ cỏ tận gốc, chưa làm được cái chuyện đó. Mình phải làm lại, mình làm đi làm lại để xuyên làm. Mà khi mà mình không làm mà cỏ mọc tới đầu liền, nó vậy. Rồi có nhiều cái thì mình làm thiện xảo, mình làm thiện xảo. Hồi xưa mình phải mất 5 phút để mình cân bằng lại cái giận của mình. Nhưng mà khi mà mình tập rèn, nó chỉ còn 1 phút thôi. Nó còn 1 phút thôi. Để mình tập rèn. Nó gợn qua cái, mình xử lý nó được liền. Nó gợn qua cái, mình xử lý nó được liền. Đó là kết quả của sự rèn luyện. Hỏi mất luôn chưa? Mới sợ. Mất luôn mới sợ. Bận bộ đồ vô cái ai chê xấu cái buồn liền. À, buồn một tẹo liền. Nó nói mất cân bằng. À, nhưng mà không có để nó cuốn trôi đi luôn. Không có để nó cuốn trôi. Quay ngược trở lại được. Cân bằng trở lại được. Vì mình biết, vì mình hiểu, mình có điều học. Cho nên mình cân bằng. Thì nếu như mà mình không có cái sự học, sự hiểu tự thân của mình, thì thường không bao giờ có được cái trạng thái cân bằng thật. Toàn là ảo tưởng không à. Hoặc là bất ổn. Thường thường quý vị sống ở trong bất ổn nó nhiều lắm. Trạng thái bất ổn là dữ lắm dữ luôn. À, khi mình không có cái con đường ra đó, là luôn luôn nằm ở trong bất ổn rồi đó. Không có con đường ra đó. À, không có cái cách, không có con đường, không có hướng đi để mà giải quyết vấn đề của mình. Lúc bây giờ là nằm ở trong trạng thái bất ổn, và trạng thái cần phải được can thiệp, cần phải được trị liệu. À, khi mà mình bắt đầu mình bước ra rồi, với cái sự hiểu biết rõ ràng của mình, à, mình thực hành được cái điều đó chút ít, và mình thấy được, mình nếm được cái vị ngọt của nó, lúc bây giờ đó, mình có được rồi đó, có được sự thực cân bằng này đó. Mà có ai thực hành á, có thấy được cái vị ngọt của cái kết quả mà mình đã thực hành không? Hay là toàn là nằm ở trong trạng thái bất ổn không à? Vân Hỷ, người thực hành thì có à? Hay có thực hành thì sẽ có à, nếm được cái vị ngọt của nó. Không có bị cuốn trôi, không bị cuốn đi. À, cái ý niệm của mình, à, cái tinh thần của mình nó đủ mạnh mẽ, đủ hiểu biết, đủ sáng rõ để mà nó đưa được cái sự học, cái kiến thức, cái hiểu biết của mình vô xử lý vấn đề của mình. Thì thấy đó là cái mà mình cần phải làm. Vậy thì cái chỗ này, à, quay lại cái vấn đề muôn thở, vấn đề gì? Học là cái đầu tiên. Bây giờ không biết cái gì hết trơn rồi, giờ sao cân bằng được? Không biết gì hết trơn là lấy gì cân bằng? Không có cái trạng thái mà tự dưng nó cân bằng, không có cái chuyện đó. À, tự dưng mà nó cân bằng là coi như mình ngủm rồi đó, thẳng cẳng. Không có tự dưng đâu nha. Mỗi cái mình đều dựa trên sự hiểu biết của mình hết. Ví dụ khi các bạn học, à, các bạn tham dự lâu lâu vô dự tiết, cái mình lụm được vài cái chiêu, cái về cái mình thấy mình ráp vô trong cuộc đời mình thấy nó cũng đỡ, thấy nó cũng khỏe khỏe, thấy nó cũng im, thấy sự học, thấy là sự học.
rồi mình thấy mình đau khổ với một cái mối quan hệ nào đó, mình không biết làm cách nào để mình giải giải được cái bài toán đó. Cái mình đọc sách, mình tìm tòi, mình nghe ông sư này giảng, nghe ông cha kia nói, nghe bà sư cô kia chửi, đủ hết các kiểu. Ê, một ngày đẹp trời mình ngộ ra, mình xử lý được, không dám mình ngộ ra đâu. Mình học biết bao nhiêu ấy, mình học biết bao nhiêu, tới khi mà nó đủ rồi, nó đầy rồi, nó tràn ra rồi đó, thì bắt đầu mình mới ráp những cái điều học của mình, mình được học vô để xử lý vấn đề của mình. Chứ thưa toàn học cả, nhưng mà có người á, người ta học chủ động, có người học bị động. Học bị động là gì đó, lướt nghe YouTube, lướt Facebook, lướt TikTok, lướt từ lươi đó, rồi cái nó trúng được cái gì á thì xài đó, trúng cái gì xài đó, trúng gió cái đi luôn. Mà thường ở trên đó lướt lướt là dễ trúng gió lắm, gió trên đó nó mạnh, phải lựa nghe, phải lựa nghe, chứ mà mình để mà mình lướt khơi khơi đó là trúng gió thiệt á. Để thành ra nếu như người ta học chủ động thì sao, người ta chọn trước rồi người ta mới học sao, người ta suy tư một cách hữu lý trước rằng là cái đó nó ích lợi, nó phù hợp hay không, rồi sau đó người ta tham dự với một cái tinh thần chuẩn bị sẵn hết rồi. Ví dụ quý vị vô đây học hôm nay, quý vị đã chuẩn bị hết rồi, thấy không? Tầm 9 giờ cái là xách ba lô lên vô sẵn trong phòng chờ hết rồi. À, nay phải lụm được cái gì đó về. Đó là gì? Học chủ động. Cái học chủ động. Khi mình học chủ động thì mình vận não mình nhiều. Vận não nhiều cho nên mình lọc, lựa, chọn được những thứ ích lợi cho mình. Chứ không có bị động cuốn trôi theo. Và khi mà mình chỉ lướt nè, rồi mình đọc khơi khơi nữa kia đó, bị động hết. Còn bị động như vậy thì nguy hiểm lắm. Mình không có kiểm soát được nó. Nhiều khi quá liều, nhiều khi sai thuốc đủ hết các kiểu à. Do đó mà hãy thận trọng với những gì mình cho vào trong đầu của mình. Nhớ nghe. Ừ. Hiểu cái chỗ này không? Hiểu cái chỗ này không? Vậy thì đây có một cái bài nhỏ nhỏ cho mình để mình tự làm. À, để mình tự làm. Thì tự liệt kê trạng thái mất cân bằng à bạn thường gặp. À, mà bạn lấy cân bằng lại cân bằng. Dù là cân bằng giả nên ghi, ví dụ như thất tình mất cân bằng, giải quyết đi ăn, ăn xong về vẫn mất thất tình tiếp ha, thì nó cân bằng giả, cho nên thành ra nó chỉ đỡ xíu vậy đó, rồi xong về nó trở lại nữa. Ê, tự làm ha, tự làm đi. Làm xong rồi cái ai mà có vấn đề đó cái mình la lên, em la lên thì ta chỉ cách thêm cho cái lụm về đấy, để mình học hỏi, mình học cho nên thành ra mình có tri thức, có tri thức về cái mình ráp chỉ vô cân bằng trở lại cân bằng thật.
chán chán muốn làm gì. Đó rồi, đúng rồi đó, hai cân bằng giả đó ra nó không giải quyết được. Này còn nhiều thời gian trống đó Đức, nên mới bị chán đó. Chứ hết thời gian là hết chán nè. Yêu cô My cho thêm cuốn sách nữa dịch là hết thời gian chán luôn. Vậy đó hả? Này, tại vì muốn học hoài T2 này đúng không? Thương thầy mến lớp à, cho nên đâu có muốn lên. Muốn lên lớp thì phải làm cho xong chứ. Thấy quân Đức ha. Hết cả lộn. Hết cả lộn chuyển sang xù luôn. Đó nha. Mình giải quyết rồi đừng để cho xù luôn nha. Cái cách làm việc của mình gây ảnh hưởng đến người khác. Quan hỷ, quan hỷ à, đúng rồi đó, chính xác rồi đó bé hai. Tức là cái đó là mình biết, biết thiệt đó à, mình biết à, chỗ này mình có cố chấp nè. Mình cũng cái tôi cũng bự cho bá nền. Thôi bỏ này xuống xíu à, không, không có vậy nữa. Xong xử lý được liền. Cân bằng trái lại liền. Gì vậy? Không cam tâm. Tại vì tập chưa đủ nhiều, hiểu chưa đủ rõ. À, phải hiểu rõ trước à, trước tiên mình phải hiểu rõ chứ. Rồi sao tập cho nó nhiều à, có như thành tựu liền. Lúc bây giờ là mới cân bằng thiệt. Còn mà thấy còn chưa cam tâm á, là cân bằng giả. Đó là cân bằng giả thôi, chưa có thiệt đâu. Đâu có ăn vui. Cân bằng thiệt thì mình có ăn vui. Tự té. Đó cần phải coi à, lý do gì mình té, mình ẩu làm sao mà mình té, biết chưa? Lâu lâu rảnh nữa nè, cũng rảnh nữa nè, ngồi ngồi rảnh ngồi nghĩ chuyện xưa rồi ha. Học nhiều hơn rồi. Quan hỷ, quan hỷ à.
đó, khi mà mình có được cái sự hiểu biết rồi cái mình ráp vô ha, mình lo thực hành thăng tiến chứ lo đó nghĩ cái chuyện xưa đó làm gì có tiếng gì được đâu, thì bỏ ngang chuyện nghĩ tào lao đó, đều lo đi thực hành thăng tiến tốt đẹp hoàn hỷ vậy chứ, phải vậy chứ. Giờ người ta về nhà Parami rồi mà, không người ta phải vậy chứ. Ráp vô liền, áp dụng điều học vô liền, xử lý được liền. Mình có kim chỉ nam mà, cho nên thành ra nó dễ xử lý. Tự mình nghe, tự mình ghi ra nghe. kêu gọi quảng cáo nữa kìa, trời ơi thương không. Hồi nhà mẹ tá quảng cáo đi ngoại khóa giờ. Đó, coi ngẫm lại coi có ai bị mất cân bằng có gì không, chưa điều chỉnh được hoặc là đã điều chỉnh rồi nó có nhiều cái sự thành tựu tốt đẹp thì gửi lên chia sẻ cho bà con về xài. Rồi cũng đó, tranh thủ đặt câu hỏi, ví dụ mình thấy mình cân bằng rồi mà chưa có xịn, hỏi thêm lụm về làm cái cân bằng cho nó xịn. À, bữa nay mình chỉ nói có nhiêu vậy thôi đó, mà còn cái gì để mà nó cân bằng được, trời ơi cái đó phải học. Nó có phải gì chỉ có cái bủ này vô đây rồi có nhiêu này mà được, trời học tùm lum tùm la hết trơn à, học tá lả âm binh nha, chứ không phải một hai nên thu xếp trống được lúc nào thì học bổ trợ thêm lúc đó, nhiều môn lắm, thoải mái mà học, lấy chất liệu, lấy kiến thức cộng với sự hiểu biết đưa về để thực hành, lúc bây giờ mới làm được. Chứ sao nói ủa sao mà hay cũng làm được hết trơn ta, sao mọi người hay vậy, trời học muốn chết chứ hay gì, cô phải học chứ. Có đáp ứng liền kìa, kêu quảng cáo có quảng cáo liền kìa. Tới giờ quảng cáo thiệt nha. Ôi còn ai hỏi không, hỏi đi, để em hỏi tranh thủ đi, mấy nhà đài tao quảng cáo không á. Giờ mấy nhà đài tranh thủ quảng cáo lắm, nên là hớ ra tao quảng cáo à. Có hỏi không, ai hỏi gì không, cân bằng được hết chưa, tức là cái chuyện mà bồ bịch đồ đó, cái chuyện nó dễ mất cân bằng lắm á. À bữa nay hộ nhà tốt đâu có đúng không, tôi vô tôi coi nay có tốt không. Không có tốt, bay chưa hạ cánh, chứ mấy cái chuyện tình cảm đó dễ mất cân bằng lắm. Ai mà bị mất cân bằng gì á thì cứ la nghe, đặng lấy bủ bối về sử dụng. Còn ổn rồi thì thôi nghỉ yêu thôi, thì bữa sau đi tiếp. Nhớ về lấy sự học của mình bỏ vô điều chỉnh lại, cho nó đừng có rớt trạng thái không căn tâm nha. Mình hiểu biết thiệt đó, mình buông là buông thiệt chứ không có phải buông mà giật lại như cá mắc câu, phải buông thiệt, an tâm an vui tốt đẹp. Rồi thôi bye bye quý vị, giữ sức khỏe, cách tuần mình hãy học tiếp.
Bye bye, bye bye. Cảm ơn. Bye bye.